Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Phụ bản 6: Điều trị bằng nhân điện. Đến nay, thuật điều trị bằng nhân điện hay bằng các khí lực bàn tay đã thoát khỏi khối xương huyền bí và được nhiều nhà y học nghiên cứu ứng dụng để đáp ứng trào lưu này trong cố gắng kết hợp cổ truyền và hiện đại. Giáo sư Osawa, nhà y học dưỡng sinh ở thế kỷ 20, đã đưa ra bộ môn thực dưỡng chưởng liệu pháp. Sau đây là một số kỹ thuật đơn giản. Trong buổi điều trị, người truyền khí, người cho và người tiếp khí, người nhận, ăn bận càng nhẹ nhàng thoải mái càng tốt và không mang vật trang sức, đồng hồ, dây chuyền, vòng đeo tay, bông tai, vân vân. Người nhận khí ngồi dưới sàn nhà hoặc ngồi ghế hoặc nằm thoải mái, mắt nhắm hoặc mở hé, hít thở tự nhiên. Người cho khí ngồi hoặc quỳ hoặc đứng bên cạnh. Chuẩn bị của người cho khí. Trước khi truyền khí, người cho khí thực hiện lần lượt các động tác theo thứ tự sau đây. 1. Tĩnh tâm, có mục đích điều hòa và ổn định tâm trí lẫn khí lực. Ngồi theo thế thiền, kiết già, bán già, ngồi quỳ hoặc ngồi ghế. Nhớ giữ cho lưng thẳng tự nhiên, tay đặt thoải mái trên hai đùi hoặc theo các thế thiền. Hít vào từ từ cho hơi xuống sâu trong bụng, rồi thở ra cũng từ từ. Nhớ hít thở tự nhiên, êm, đều và thoải mái, không gắng sức độ 2-3 phút, cho tới khi mọi căng thẳng tan biến, tâm trí trở nên yên bình. Trong lúc thiền, có thể quán tưởng những hình ảnh tốt đẹp. 2. Thanh quan, có mục đích thanh tẩy những dùng khí bị ứ nghẽn do ảnh hưởng của sinh hoạt hàng ngày và môi trường. Thực hiện các động tác sau đây. Sau khi tĩnh tâm, tâm trí đã lắng yên, đưa hai tay chắp lại ngang ngực rồi đưa ra phía trước, trượt nhẹ một bàn tay ra sau độ 1-2 cm, dang rộng hai tay rồi vỗ mạnh vào nhau hai cái. Nhớ mỗi lần dang tay ra thì ngưng lại một chút trước khi vỗ, thực hiện vỗ tay vài lần. Thả hai tay xuống đùi và từ từ đẩy ra trước mặt, rồi chạm hai ngón cái và hai ngón trỏ vào nhau thành một hình tam giác. Cúi người sát xuống như lại, lỗ mũi hướng vào giữa hình tam giác các ngón tay nhưng không chạm đất. Ngẩng dậy, ngồi trở lại thế tĩnh tâm thiền định với hai bàn tay chắp lại. Thả hai tay xuống ở vị thế thiền ban đầu. 3. Dẫn khí, có mục đích tăng cường dòng khí và dẫn khí phát qua lòng bàn tay. Dẫn khí căn bản, ngồi trở lại thế thiền định với hai bàn tay chắp lại, chạm nhau hoặc hơi hở một chút, mắt nhắm hoặc mở hé, tiếp tục hít thở tự nhiên, êm đều. Ngồi như vậy một lúc sẽ cảm thấy hai bàn tay nóng lên rần rần hoặc rung động, chứng tỏ khí tăng lên. Tiếp tục thêm vài phút cho đến khi cảm thấy khí thoát mạnh qua hai lòng bàn tay thì buông tay xuống, đặt theo thế ngồi thiền ban đầu. Dẫn khí biến thế, ngồi và chắp hai tay như bài dẫn khí căn bản, nhưng hai bàn tay hơi hở độ 5-10 mm. Chú ý cảm nhận dòng khí chảy qua hai bàn tay để hở. Hai bàn tay dẫn hở, từ từ xoay ngược chiều nhau, một bàn tay ra trước và một bàn tay ra sau theo vòng tròn, rồi xoay ngược lại. Chú ý cảm nhận dòng khí vận động. Chắp hai bàn tay vào rồi từ từ dang ra, rồi lại từ từ chặt vào. Làm nhiều lần và chú ý cảm nhận dòng khí vận động. Chắp hai bàn tay đưa sát vào cổ, đầu hai ngón cái chạm nhẹ vào trái hầu, miệng sướng ba âm A, U, M liền nhau. Miệng mở đọc lớn âm A, rồi hơi khép miệng đọc âm U, và cuối cùng ngậm miệng đọc âm M. Sướng 2-3 lần âm A, U, M có tác dụng tăng lực rất mạnh. Đưa hai tay dẫn chấp vào sát miệng, thổi một hơi dài qua đầu các ngón tay để phát ra khí ứ nơi này và kích thích khí lạnh. Chà sát mạnh hai lòng bàn tay với nhau để kích thích khí huyết lưu thông. Chú ý, trong lúc dẫn khí có thể quán tưởng một luồng ánh sáng đi vào người, tràn ngập cơ thể rồi chảy qua hai cánh tay và thoát ra khỏi hai lòng bàn tay. 4. Phát khí, phóng khí qua người nhận. Đưa một bàn tay úp cách 5-6 cm trên chỗ cần điều trị, như chỗ đau, vị trí luân xa, vị trí huyệt, vân vân, và để yên 2-3 phút. Tưởng tượng khí thoát ra hai lòng bàn tay, đi vào cơ thể người nhận. Nhẹ nhàng lấy tay ra,
ngồi tĩnh tâm một lúc rồi buông xả. Cần biết chưởng liệu pháp chỉ có hiệu quả khi kết hợp với ăn uống đúng đắn và sinh hoạt lành mạnh theo một chương trình dưỡng sinh hoặc trị bệnh toàn diện. Tham khảo phòng và trị bệnh bằng khí công của Ngô Ánh Tuyết. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu các bạn thấy hay và bổ ích, các bạn hãy đến ngay nhà sách gần nhất tìm mua sách gốc để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nhé. Ha ha ha, 问什么的说